Chào anh em, đây mình thanh lý cây Yamaha nha, Yamaha Mini, cây này nhỏ xíu luôn, 3/4 CS40G nha, đây nè. Cây này mình thanh lý vì nó chày xước nè, nó chày xước vậy thôi, mình sẽ quay gần cho anh em coi. Còn lại là không lỗi lầm gì hết nha, từ cần phím cho đến âm thanh rất là ok luôn nha anh em. Nè, mình quay tổng thể cho anh em coi. Cây này mấy bạn mà thích cần nhỏ nè, hoặc mấy bạn nữ chơi cũng gọn nè. Còn anh em mình chơi thì du lịch này nọ đồ, vác nó đi thôi, cái này rất là nhỏ gọn nha. Rất là ok. Mình sẽ quay gần cho anh em coi nha. Đây mình quay gần cho anh em coi, phần top thì tương đối là đẹp nha. Đây nè, top thì đẹp, nó chỉ bị xước nhẹ đây thôi nha, xước thôi nha anh em. Xước xước kiểu chóp sơn thôi. Sau lưng thì xước nhiều hơn, đây một vết nè, ở đây một vết nữa nè. Cho nên mình thanh lý rẻ 1.500.000 nha anh em. 1.500.000 có cái bao luôn, bao xinh xinh luôn. Đây, cần phím thì rất là ngon lành luôn rồi nha anh em. Cần phím thì ok lắm nè, action nó rất là chuẩn, action rất là êm luôn. Anh em coi thấy không, cần phím nè. Đó, anh em coi không, thấp hơn dây chuẩn, luôn luôn thấp hơn dây chuẩn luôn, anh em thấy không. Đó, ok lắm. Giờ mình sẽ test cần phím cho anh em nghe nha. Cần phím thì không lúc nào lỗi hết, mặc dù là action nó thấp nhưng mà cần phím nó không có lỗi, không có tẹt nốt gì nha anh em. Đặc biệt là cái dòng này tuy nó mini thôi nhưng mà âm nó rất là ok. Đó, 1.500.000 thôi, chơi rất là ok luôn nha anh em. Tiện lợi cho anh em mình chơi lâu dài luôn nha anh em, cái đàn rất là ok nha. Đây nè, xước miếng đây, những cái vết xước đây nha, xước ở ngoài thôi nha, không ảnh hưởng gì đến bên trong đàn, gỗ đàn này kia đâu, nó chỉ là xây xước thôi. Đó, còn mặt top thì đẹp, mặt top thì khá đẹp nè, anh em thấy không, tổng thể cái đàn thì mình bán với giá là 1.500.000 nha anh em, đàn Yamaha chính hãng nha. Thì thông tin cửa hàng, số điện thoại mình để trên phần tiêu đề á, thông tin cửa hàng với ở website mình để phần mô tả. Anh em có thể xem trực tiếp trên màn hình cũng có nữa nha. Cảm ơn anh em nhiều.